Xin chào 500 anh em, chào mừng em đã quay trở lại với series tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, đã 2 tháng trôi qua từ khi Atofe trở thành đồng minh. Trong thời gian này, Rudy chạy ngược chạy xuôi để gửi thư đến ma vương trên toàn thế giới. Không chỉ thư của Atofe mà còn có những cống vật mà Orsted gợi ý nữa. Rất là mệt mỏi vì cậu phải dùng đến ma pháp trận. Hô hô, chẳng có mệt tí nào đâu, chỉ việc bước chân vào rồi bước chân ra vòng tròn ma pháp thôi mà. Đi rồi Rudy mới biết ở đại lục này có đủ thể loại ma vương. Nào là kẻ phàm ăn chuyên cướp bóc có bề ngoài sống lợn, lược đặt ma vương Buckler Hackler, nhan ma vương Lai Vai, người chỉ có một biểu cảm giống như bức tượng mai. Rồi đến quăng ma vương Samedi Nomedi, kẻ toàn thân lúc nào cũng tỏa sáng. Yêu diễm ma vương Pedro Seto, cực kỳ sexy với cơ thể nuột nà được che thấp thoáng sau tấm màn trong suốt. Cả nhóm thậm chí đã gặp Kebura Kabura, ma vương bất mãn mà Orsted đã cảnh báo. Hắn là kẻ có hình cầu với những lỗ hở khắp cơ thể, liên tục phát ra mùi hôi thối. Khi đối mặt với ma vương, nhóm Rudy đều chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Dù gì thì họ là ma vương mà, nhất định thuộc kiểu không thích lắng nghe người khác. Hiểu đơn giản thì ma vương là hội đồng những kẻ ngố do Atofe và Badigadi đứng đầu. Ừ thì cũng có thể là như vậy. Kết quả là Rudy đã bất ngờ đến mức trao cơ vì hóa ra cậu có thể nói chuyện bình thường được với họ. Khi được tặng quà thì họ mừng rỡ như những đứa trẻ, và khi nhận bức thư của Atofe thì họ xanh mặt lấm bấm, dũng giả ư. Sau đó thì cúi đầu nhìn đi chỗ khác. Thế đấy, có vài người thậm chí còn đấm dài và cầu xin Rudy, xin đừng giết tôi. Quá bất ngờ, thiệt luôn á. Đúng là đi ra ngoài mới hiểu vì sao người ta hay nói trăm nghe không bằng một thấy. Bất mãn ma vương Kebura Kabira cũng như vậy. Cái tên của ông ta nghe là thấy bất mãn rồi, nhưng thái độ thì hết sức ngoan ngoãn trước mặt Rudy. Các ma vương để hiểu sự đáng sợ của Atofe. Thế nên kẻ đã đánh bại mụ ta thì tầm cỡ nào nữa. Dũng dạ Rudy, nghe cái tên ngầu lòi làm sao. Nói gì thì nói chứ các ma vương về cơ bản đều thân thiện, thích làm những gì mà mình muốn thôi. Khi Rudy nêu ra yêu cầu thì họ cũng lập tức cân nhắc với vẻ mặt nghiêm túc. Đến cùng tất cả đều chấp nhận tìm kiếm Kishirika. Nhưng về chuyện tương lai 80 năm sau thì có nhiều người từ chối khéo kiểu chuyện tương lai ta không chắc đâu. Những ma vương sống lâu như họ xem ra đều có xu hướng chẳng thèm nghĩ đến tương lai. Trên đường đi, Rudy cũng dừng chân tại thị trấn Rikarisu. Đây là nơi lần đầu cậu gặp Atofe. Thị trấn này có cái lâu đài Kishirika do Badigadi cai quản, từng là căn cứ chính thức của Kishirika. Giờ thì tan hoang hết rồi, cả Badigadi cũng không thấy đâu nữa. Mấy người lính nói rằng đã lâu lắm rồi anh ta chưa trở về. Rudy cũng giao lại bức thư cho những lính gác và nhờ họ tìm kiếm Kishirika lẫn Badigadi. Đây là cặp vợ chồng phật thủ của thế kỷ. Không hiểu họ yêu nhau kiểu gì mà mỗi người cứ lăng bạt một nơi như thế. Hiện giờ thì Rudy vẫn cần ghé qua chỗ vài ma vương nữa, nhưng xem ra mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi... Liệu em có thể ghé qua nhà một chút không? Để không tốn nhiều thời gian thì chỉ một mình em đi thôi. Vâng, đây là một căn bệnh của phụ nữ. Bên trong thì rất muốn mọi người đi cùng, nhưng khẩu khí thì sẽ nói là đi một mình. Bác nông dân Rudy đã đủ thông thạo để mà hiểu được ý của Rosie. Thế là cậu tức tốc về nhà ôm lấy Lara và cả sinh lễ để gửi đến cha mẹ vợ. Sau 3 ngày di chuyển từ thị trấn Rikarisu, cả nhóm đến được ngôi làng tộc Migurd. Rudy, Rosie và Lara chỉ có 3 người. Aris biết ý nên đã tìm đủ mọi lý do để từ chối đi theo. Cô ấy có nhờ gửi lời cảm ơn người dân về thanh kiếm hồi xưa. Thấy Aris biết ý biết tứ mà Rudy cũng xúc động đến tận lỗ chân lông. Đúng là một người vợ không ngừng mang đến những bất ngờ. Mẹ của Rosie, Rokari đã sững sờ khi nhìn thấy Rosie. Ừ thì tất nhiên bà ấy cũng sững sờ vì thấy Rosie thân mật bên cạnh Rudy, lại còn bế trên tay một đứa bé nữa. Có người khi nhìn thấy Rosie thì đã chằm chằm cô ấy luôn, kiểu đang thần giao cách cảm cho người khác bàn tán gì đó rồi. Khác với họ, Rokari thì đang chằm chằm vì đứng hình, đứng hết mọi suy nghĩ luôn. Thưa mẹ, con đã về rồi ạ. Nghe thấy Rosie chào bằng miệng, Rokari bắt đầu run người. Rosie, người này và đứa trẻ này là ai vậy? Anh ấy là chồng con, và đây là đứa con gái của con ạ. Haha, im lặng, không có một tiếng động gì phát ra. Rokari nhìn đi nhìn lại xung quanh với vẻ mặt như muốn thốt lên điều gì đó. Ngay lúc này những người tộc Migurd khác đã lại chỗ nhóm Rudy. Có vẻ Rokari đã dùng thần giao cách cảm gọi cho họ. Kiểu như, ô mai chúa, mình ơi, Rosie dẫn một người đàn ông về nhà này. Cơ mà cái cách mọi người im lặng nhìn công nhận khó chịu thiệt. Nhưng Rudy là ai? Cậu là cánh tay phải của Long Thần, là người đàn ông của Rosie, không có gì phải lo lắng cả. Khoanh tay, sang chân uốn ngực, bao bọc toàn thân bằng thứ năng lượng Psychos, rồi trưởng Kamehameha. Mẹ à, cha cũng đang ở đây chứ ạ? Ừ, đúng vậy đó, mẹ đang gọi cho bố nó đấy. Bố nó đang ở nhà của trưởng lão, sẽ về sớm thôi. Thế vậy, chúng con sẽ đợi ở trong nhà nhá. Không thể Rudy vì bị mọi người nhìn chằm chằm mà cứ đứng ở đây tạo cái tư thế kỳ cục này mất. Cái này là tư thế ngầu lòi đấy mình Rosie nó à. Sau đó thì Rudy theo chân Rosie vào trong nhà. Thế như đống hành lý trên lưng đã trở nên nặng hơn. Có phải là do áp lực vì sắp gặp bố mẹ vợ không ta? Căn nhà của bố mẹ vợ, Rudy chưa bước vào đây lần nào. Cậu cũng tò mò muốn xem căn phòng hồi nhỏ Rosie như thế nào nữa. À mà hình như ở làng này không có khái niệm về phòng riêng. Người dân Migurd vốn sống yên bình bằng săn bắt hái lượm trồng trọt, nên lương thực cũng không có đầy đủ. Hiểu điều đó nên Rosie nhanh trí trấn an rằng sẽ rời khỏi đây sớm vì còn bận việc. Đừng mà Rosie, con ở lại một thời gian nữa đi. Câu nói của Rokari chứa đầy nỗi buồn và tiếc nuối. Thực ra nếu muốn thì nhà Rudy ở lại đây 3-4 ngày cũng được, nhưng Rosie thì không thích quê hương của mình cho lắm, thế nên là phải rời đi sớm rồi. Mẹ con chưa hết bàng hoàng khi con bỗng trở về và giận theo một người bảnh bao thế này. Rokari một lần nữa nhìn Rudy. Bà ấy soi xét cậu từ dưới lên trên và cúi đầu như thể đã nhận ra điều gì đó. Đúng rồi mẹ vợ ơi, con đây, thằng nhóc 10 năm trước đây. Xin lỗi vì sự chậm trễ, tên của cô là Rokari, mẹ của Rosie. Rất hân hạnh được gặp cháu lần đầu. Ok, quả nhiên cô ấy đã quên cậu rồi. 10 năm trước lận cơ mà, không nhớ cũng đúng thôi. Tên của con là Rudeus Greyrat, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi ạ. 10 năm trước con đã được Rudeus dẫn tới đây. Nghe đến cái tên Rudeus, Rokari đưa tay lên cằm nghĩ ngợi một lúc rồi thốt lên như thể đã nhớ ra điều gì đó. Có phải cháu là cậu bé là người đi cùng với Rudeus hồi anh ta rời làng không? Đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh ơi. Ôi, cháu lớn nhanh quá, mới chỉ 10 năm một chút, dù là người nhưng cháu đã cao lớn thế này rồi à. Vậy là cháu đã là người trưởng thành rồi đấy chứ nhỉ? Vâng, dù đã là người trưởng thành nhưng con thấy mình vẫn còn chưa chín chắn ạ. Rồi Rudy đặt hai tay lên sàn nhà và cúi đầu. Con xin lỗi vì đã báo cáo muộn chuyện này, nhưng con đã kết hôn với con gái của mẹ ạ. May quá, thế cháu có vừa ý với con bé không? Hết nước chấm luôn đấy chứ mẹ. Rudy nhìn sang Rosie thì thấy cô ấy đỏ bừng mặt luôn rồi. Ý của cô là, cháu có vừa ý với việc Rosie làm vợ của một loài người như cháu không? Bất hòa giữa loài người với mặt tộc vẫn còn đang diễn ra mà, đúng không? Con bé không gây ra bất tiện gì cho cháu chứ? Thật ra mà nói thì con là người toàn được Rosie giúp đỡ thôi. Người đáng tin cậy nhất ở nhà chính là Rosie đấy ạ. Nghe vậy Rosie chọc chọc nách Rudy mấy cái, kiểu cậu nói hơi lố rồi. Rokari thì vẫn còn đang lúng túng vì không biết có thực là Rosie đang làm đúng nghĩa vụ người vợ hay không nữa. Dù sao thì hồi nhỏ Rosie cũng là một người ít hòa đồng. Thế thế Rosie giải thích một câu xanh dồn rằng trong nhà còn có hai người vợ khác nữa. Cô chỉ là vợ lẽ nên dù không vừa ý Rudy thì cũng chẳng gây nên bất tiện gì đâu. Trời, nữ thần của anh, em đang nói cái gì vậy? Anh chưa bao giờ xem em là vợ lẽ đâu. Với lại dù em không sinh con đúng như nghĩa vụ người vợ thì anh cũng không ngừng yêu em đâu. Lúc này Rudy chỉ muốn gào lên như vậy cho cả thế giới này biết. Thưa mẹ, cô ấy rất tốt và con chưa từng ngừng yêu Rosie ạ. Con xin thề với thân. Đúng vậy, đó là tình yêu dành cho thân, một tình yêu bất diệt. Để chứng minh, Rudy định vòng tay ra khoác vai Rosie, nhưng bàn tay đã bị cô ấy giữ lại mất rồi. Rosie ơi, buông tay anh ra đi, anh không có ý định sờ mông em đâu. Không phải, Rosie chỉ là đang muốn nắm tay thôi. Thật là ấm áp làm sao. Thấy cảnh hai đứa trẻ nắm tay đầy tình cảm, Rokari có vẻ đã hiểu hai đứa này chắc thương nhau thật lòng. Lúc này thì cha của Rosie, Rowin đã trở về. Việc chào hỏi Rowin diễn ra suôn sẻ. Anh ta cũng phản ứng y như Rokari và Rudy cũng trả lời y như những câu hồi nãy. Chiến dịch báo cáo bố mẹ vợ rốt cuộc không khó khăn như những gì cậu đã nghĩ. Dù sao thì chúc mừng con nhá, Rosie. Chỉ cần được nhìn thấy con hạnh phúc là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Rowin nói câu này trong khi nước mắt rơi đầm đìa. Cả Rosie và Rokari cũng khóc theo. Hạnh phúc, nó là cái gì? Rudy cũng không rõ cậu đã làm Rosie hạnh phúc chưa nữa, nhưng cậu sẽ không ngừng cố gắng để cô ấy không thất vọng. Rowin cũng bế Lara trong nước mắt vì không ngờ anh ta đã trở thành ông ngoại rồi. Lara ngoan quá, cứ im lặng nhìn chằm chằm Rowin. Ra vậy sao? Tên của con là Lara à? Mới còn bé mà đã nói được tên của mình rồi, con giỏi lắm đó. Hả? Hứ? Hế? Cái gì? Lara nói được tên của mình sao? Nãy giờ con bé im lặng mà. Ok, hay rồi, Lara sở hữu khả năng thần giao cách cảm. Tuy rằng vẫn còn bập bẹ, nhưng con bé đã truyền được thông tin tới chỗ ta. Nghe vậy Rudy và Rosie nhìn lẫn nhau với một đống dấu chấm than trên đầu. Rosie không thể dùng thần sao cách cảm, nhưng Lara thì có thể. Xem ra con bé được di truyền từ dòng máu tộc Migurd rồi. Lara có kể là bà nội hay nói chuyện với con bé lắm. Đó là Janet, chuyến thăm bố mẹ vợ lần này toàn thông tin sốc nhỉ. Cũng đúng thôi, một người đọc được suy nghĩ đối phương, một người dùng thần sao cách cảm. Hai nốt nhạc trầm đó đã gặp nhau tạo thành một nốt thăng rồi. Rudy cảm thấy thật nhẹ nhõm vì ít nhất Janet không còn cô đơn. Nhưng Rosie thì đang cúi đầu nhìn xuống đất với biểu cảm khổ sở. Có lẽ cô ấy đang tự hỏi tại sao con gái mình làm được mà mình lại không làm được. Cơ mà gần đây gia đình Rudy đang lo lắng Lara phát triển chậm vì đến giờ còn chưa biết nói. Nhưng xem ra là con bé hoàn toàn ổn. Rowin nói rằng Lara có thể hiểu được những gì Rudy nói nhưng chỉ chưa phát âm ra bằng miệng. Đến một lúc nào đó thì con bé sẽ nói được thôi. Mà chắc Leo cũng có năng lực nào đó để giao tiếp với Lara nhỉ. Sau đó Rudy có trả lại gấp 10 lần số tiền hồi xưa cậu từng mượn của bố mẹ vợ và biếu quả sinh lễ. Buổi gặp mặt diễn ra đầy niềm vui vì sự hiện diện của Lara, nhưng Rosie vì lý do nào đó mà cứ suy tư. Tối hôm đó hai người ngủ lại ngôi làng, đột nhiên Rosie muốn nói chuyện về Lara. Việc con bé sử dụng được năng lực của tộc Migurd, nó là cả một vấn đề. Ngày trước Rosie từng bị cô lập vì cô ấy không sử dụng được thần giao cách cảm, từ đó đã rời khỏi làng và đam mê làm mạo hiểm giả. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một người sử dụng được thần sao cách cảm như Lara sống trong một gia đình không có ai sở hữu khả năng đó? Rosie lo lắng Lara sẽ rơi vào tình trạng tự cô lập bản thân giống như với cô ấy ngày xưa. Ở thế giới này, ngoài Migurd thì không có tộc nào sử dụng được thần sao cách cảm. Nói cách khác, Migurd chính là nơi phù hợp nhất với Lara. Vì thế Rosie bối rối đề xuất để Lara ở lại với ông bà ngoại. Cho đến khi con bé 10 hoặc 15 tuổi, hoặc lớn hơn tí nữa, thì con bé nên được sống như một người Migurd ở làng Migurd. Sau đó chúng ta hãy để con bé tự quyết định ở lại hay rời khỏi làng. Đây là một đề xuất quá táo bạo khiến Rudy đứng hình. Cậu muốn những đứa con của mình ở gần cha mẹ chúng nhất có thể, bởi đó là bổn phận của bậc làm cha mẹ. Thế mà Rosie đã suy nghĩ thấu đáo đến vậy rồi. Cô ấy không muốn Lara phải chịu đau khổ trong việc hòa đồng với mọi người, không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ nó. Một đứa trẻ mặt tóc xanh dương và có cách giao tiếp khác biệt chắc chắn sẽ là một tồn tại cá biệt của xã hội rồi. Rudy lưỡng lự không biết nên quyết định thế nào nữa. Đêm đó cứ thế trôi qua như vậy. Buổi sáng, buổi trưa hay bất kỳ buổi nào cũng thế. Làng Migurd luôn tĩnh lặng vì dân làng toàn dùng thần sao cách cảm. Rudy và Rosie trở nên lạc lõng, nhưng Lara thì không phải như vậy. Con bé có vẻ đang lắng nghe mọi cuộc trò chuyện với gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Rosie. Giờ chia tay đến, Rowin và Rokari tiễn nhóm Rudy ra tới cổng làng với thái độ buồn bã. Ta có thể bế Lara lần cuối có được không? Rowin nói xong thì giang tay của mình ra. Có vẻ ở thế giới nào thì đứa cháu đầu của ông bà cũng luôn là đứa dễ thương nhỉ. Mà dường như cha mẹ Rosie cũng không có ý định sinh thêm đứa con nào nữa ngoài cô ấy. Rosie chào Lara, nhưng con bé cứ bám lấy áo choàng của cô ấy không chịu buông. Cảnh tượng này quen ghê. Cái lần Rudy đến Siron, con bé cũng phản ứng y như vậy. Càng lúc Lara càng bám chặt, con bé cứ nhìn về phía Rudy với bộ mặt lì lợm như thể đang khẩn cầu giúp đỡ. Con không muốn rời xa mẹ đâu. Con bé đột nhiên nói rõ từng từ như vậy với khuôn mặt sắp khóc. Đây là lần đầu tiên Lara nói ra được mong muốn của mình. Vậy là con bé đã nghe được cuộc trò chuyện tối qua và nghĩ rằng mình sắp bị cha mẹ bỏ rồi. Tội nghiệp Lara, cha mẹ làm con phải lo lắng rồi. Không sao đâu mà, Rosie nhẹ nhàng ôm lấy Lara, cô ấy ngậm chặt môi cố kìm nén nước mắt. Trong khi cả hai mẹ con đều mang một vẻ mặt thì Rosie nói rằng mẹ sẽ mãi ở bên con. Nghe vậy Lara thả lỏng người với vẻ an tâm trên khuôn mặt. Rosie, khi nào thì con sẽ trở lại đây lần nữa? Cái chuyện này con nghĩ mình sẽ quay lại đây vào 10 năm nữa, sau khi mà Lara đã lớn hơn. Vậy sao? Mẹ hiểu rồi, con hãy giữ gìn sức khỏe nhá. 10 năm, một khoảng thời gian rất dài. Mà chắc lần tới gặp lại thì cha mẹ lẫn Rosie vẫn cứ như vậy thôi nhỉ. Vì tộc của họ có tuổi thọ rất cao mà. Thế là nhóm Rudy rời khỏi làng. Cậu tự hứa sau này sẽ cố gắng tới đây nhiều nhất có thể. Một thời gian ngắn sau, việc ghé thăm các ma vương đã hoàn tất. Họ đều sẵn sàng lắng nghe mọi lời vàng ngọc của Rudy. Danh tiếng của Atofe quả thật rất hữu ích. Cơ mà mọi thứ quá thuận lợi đến mức Rudy cảm thấy hơi lo. Kỳ sư, hắn đang làm gì rồi? Suốt thời gian qua, Rudy cũng thường xuyên về kiểm tra tình hình nhà cửa nhưng không có dấu hiệu gì bất thường. Binh đoàn cũng liên tục cập nhật tình hình thế giới nhưng cũng không có gì đặc biệt. Từ đây Rudy kết luận có thể bức thư chỉ là trò bịp của Ghi Sư và hắn đang âm mưu chuyện gì khác. Trước khi phát hiện ra âm mưu đó, cậu sẽ không ngừng làm theo kế hoạch đã vạch ra từ ban đầu. Trong thời gian chờ tìm được Kishirika, Rudy quyết định tiến đến địa điểm kế tiếp trong chuyến hành trình, đó là thánh địa của kiếm thần Ganfarion. Theo lời Orsted thì ông ta là người có phong thái tốt, thích sưu tầm kiếm quý. Còn Aris thì lại nói ông ta không phải là người chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Xem ra lại thêm một Atofe thứ hai, chắc phải thuyết phục bằng ma đạo khải dạng một rồi. Nơi đó cũng toàn là những người như Aris và Ghislaine, nếu phải combat tổng thì sẽ khó ăn đây. Nghĩ đến đó Rudy đã thấy nản lòng rồi. Lần này Aris sẽ đi cùng, còn ai nữa không? Nhờ Aren để mời Ghislaine, làm vậy thì hơi quá đáng. Nè, không ăn nhanh lên, thế không dọn bát đĩa cho đâu đó. À, xin lỗi ạ. Hiện giờ thì Rudy đang ngồi ở nhà ăn cơm với vợ và nghĩ về chuyện thế giới. Thì bà vợ là Lucy, con bé đang giục thằng cha nó chơi đồ hàng trong vai trò là ông chồng vui tánh. Nhớ ăn hết ớt chuông xanh nữa đó nhé. Ế, cả ớt chuông á? Nhưng ớt chuông không thích đâu. Bỏ lại ớt chuông là hỏng có được đó. Người lớn phải ăn được cả đồ không ngon chứ. Ok, con gái của ba dữ dằn quá đi à. Cái số đàn ông nó khổ thế đấy. Làm chồng thì bị vợ bắt nạt, làm cha thì bị con gái đè đầu. Thôi cứ gác lại chuyện thế giới đi, chơi với con gái một chút nào. Cứ như vậy Rudy tận hưởng những phút giây vui vẻ cùng Lucy sau chuỗi ngày mệt mỏi. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.